200 xu mua nhí đến từ thành phố Numazu, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản cùng đua tài thi khóc. Bé nào khóc vừa nhanh vừa to thì sẽ chiến thắng. Nghe sumo cứ tưởng là cuộc thi tài võ sĩ cực ngầu, nhưng thực chất sumo này chỉ khóc được mà thôi. Cuộc thi tên Nakizumo đã có tuổi đời hơn 400 năm, được người dân Nhật tin rằng sẽ đem lại sức khỏe, sự may mắn cho các sumo nhí, đồng thời giúp xua đuổi những thế lực xấu. Thậm chí, họ còn cho rằng bé nào khóc càng to thì càng khỏe mạnh. Các thí sinh được quấn trên đầu chiếc khăn trông không khác gì những đồ vật sumo phiên bản mini. Năm nay có khoảng 200 thí sinh từ 6 đến 18 tháng tuổi tham gia tranh tài. Mỗi lượt đấu hai võ sĩ sumo sẽ bế hai đứa bé trên sàn đấu, chia làm hai đội, và một nhân viên sẽ đeo mặt nạ đáng sợ, cố gắng làm cho khóc. Theo thông lệ, đứa bé nào khóc đầu tiên sẽ được trọng tài tuyên bố chiến thắng. Nhưng nếu cả hai đều khóc cùng lúc, trọng tài sẽ xem ai khóc to hơn để tuyên bố chiến thắng. Chưa gì nghe đã thấy cuộc thi này rất là ông đầu rồi đấy. Tuy nhiên mặc cho các đối thủ khác gào khóc ầm ĩ, thì vẫn có trường hợp các bé chẳng may may tí gì, còn lăn ra ngủ, kệ trọng tài bố mẹ phải tìm cách gọi dậy. Dưới phần bình luận, không ít ông bố bà bìm cảm thấy thích thú với cuộc thi. Nhiều người còn cho rằng, với cái miệng gào khóc to nhất xóm của con nhà mình thì thi auto là ấm dài.